Chào các bạn, đây là mắm chưng mình mới vừa làm xong nè các bạn, đúng hương vị của miền Tây luôn. Thì mình làm cách này á thì rất là đơn giản, dễ làm, không có sợ xương ở trong mắm mà cũng không cần phải bầm mắm nữa các bạn. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để làm mắm sặc chưng hột gà bữa nay các bạn. Thì đây mình có 300g mắm sặc. Thì mắm cá sặc mình dùng hiệu này, hiệu cây dừa nè các bạn, cái hiệu này rất là ngon. Và đây mình có là 300g thịt heo xay, 100g củ hành tím, một ít hành lá, một ít ớt hiểm, 5 cái trứng gà loại lớn, 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu, 1 phần 3 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường và một ít cái dĩ để mình bỏ vô mình chưng ha. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha các bạn. Bây giờ thì mình lấy cái xô mình bắt lên bếp, mình dặn lửa lên ha. Và mình bỏ cái mắm sặc vào mình nấu. Mình làm cách này thì mình không cần phải bầm mắm các bạn. Và sau đó mình bỏ một khoảng 100ml nước vào. Mình trộn đều. Và mình nấu cho nó sôi lên nha. Bây giờ thì cái nồi mắm của mình đã sôi rồi thì mình vớt bọt rồi nè các bạn. Thì mình quậy đều lên, mình dặn lửa nhỏ khoảng số 2. Và mình đậy nắp lại. Mình nấu trong khoảng 15 phút nha. Trong khi chờ đợi cái mắm của mình nó rục thì bây giờ mình cắt hành và củ hành. Hành tím thì mình cắt hạt lựu ha. Cắt xong củ hành rồi thì bây giờ cái hành lá thì mình cắt mỏng ha. Thì cái ớt này thì các bạn nào muốn ăn cay thì mình cắt cắt mỏng nó ra, còn nếu không thì mình cứ để nguyên trái mình để lên cho nó đẹp thôi. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi. Và sau khi nồi mắm của mình nấu được 15 phút rồi nè các bạn, thì các bạn thấy là nó rục ra hết rồi, rất là keo luôn. Thì bây giờ mình lấy một cái tô mình lược nó ha. Bạn thấy cái nước mắm nó ra nè, rất là keo luôn nè. Mình làm cách này thì không sợ bị xương, mà lại đơn giản, đỡ tốn thời gian nữa. Mình muốn cho nó sạch đó thì mình lấy một chút xíu nước sôi, mình đổ nó lên. Đừng có đổ nhiều quá ha, tại vì mình không muốn cái nước mắm nó bị lỏng. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị một cái tô, thì mình bỏ thịt xay vào. Hành tím. Cái nước mắm hồi nãy mình nấu mình lược mình lấy nước đó các bạn, mình bỏ vô luôn. Thì bây giờ mình cho trứng vào. Trứng thì mình lấy lại hai cái tròng đỏ nha. Còn ba cái trứng này thì mình bỏ hết vào luôn, cả trong đỏ lẫn trong trắng. Giờ thì mình trộn đều. Rất là thơm luôn đó các bạn. Giờ thì mình cho một xíu bột nêm, tiêu. Cho một xíu đường vào, đường mình cho từ từ nha, tại vì cái loại mắm sặc này thì nó đã có đường sẵn rồi các bạn, không có mặn lắm. Nếu các bạn dùng loại mắm khác thì mình có thể nêm nếm vừa theo khẩu vị của gia đình nha. Ở đây thì những cái loại, đa số những cái loại mắm thì người ta đã bỏ chút xíu ướp xíu đường vô rồi, cho nên mình không có bỏ nhiều đường vào. Và nó đủ mặn cho nên mình cũng không cần bỏ nước mắm vào. Chỉ bỏ chút xíu bột nêm cho nó dịu lại.
Bây giờ thì mình đã trộn đều, đã nêm nếm vừa ăn rồi các bạn. Thì mình đã cho luôn hết 2 muỗng cà phê đường vào rồi. Thì bây giờ mình múc ra những cái chén hay là cái dĩa này nè để mình chưng nha. Thì mình múc 2 phần là đủ. 2 phần cái này thì đừng múc đầy quá. Thấy là cái độ sệt của nó vừa phải, không quá lỏng cũng không quá đặc. Dạ thì mình đã đổ ra được 4 cái dĩa nhỏ như thế này các bạn, vừa đủ luôn ha. Thì bây giờ mình đi hấp mắm. Bây giờ thì cái nồi nước của mình đã sôi rồi. Mình bỏ mắm vô mình hấp. Thì cái nồi của mình nhỏ lắm cho nên mình chỉ bỏ được 2 cái thôi nè các bạn. Thì mình lấy cái khăn trắng nè, mình đậy lên đằng cho cái nước nó không có bị lọt xuống cái mắm. Cái mắm nó bị lạc đi. Và bây giờ thì mình dặn lửa nhỏ khoảng số 2 nha. Thì mình hấp này trong vòng 20 phút. Sau 20 phút hấp mắm thì bây giờ mình dỡ ra. Bạn thấy nó phình lên dữ dội rồi. Thì bây giờ cái trứng gà đó thì mình cho chút xíu màu điều vô. Nếu các bạn không thích cái màu điều thì mình có thể cho chút xíu dầu ăn vô. Mình trét lên mặt nha. Dạ thì bây giờ mình hấp thêm, mình đậy nắp lại. Và bây giờ mình đậy nắp lại thì mình hấp thêm 5 phút nữa nha các bạn. Thì bây giờ cái đã có trứng rồi cho nên mình lấy cái đũa mình dắt ngang đó. Sau khi bỏ trứng vô thì mình hấp thêm 5 phút nữa. Thì bây giờ mình dỡ ra. Rất là nóng nha. Các bạn thấy cái trứng của nó cũng bắt đầu chín rồi. Thì bây giờ mình cho xíu ớt và hành lá vào. Các bạn có thể cắt cái ớt hiểm này ra cũng được. Nhưng mà mình thì để cho đẹp thôi, chứ mình không thích ăn cay. Mình bỏ xíu hành lá lên. Và bây giờ thì mình đậy nắp, mình hấp thêm khoảng 5 phút nữa nha. Bây giờ thì mình không cần phải lót khăn nữa các bạn. Thì mình bỏ hành với ớt thì mình hấp thêm 5 phút nữa rồi. Thì bây giờ mình tắt lửa. Coi như nồi mắm của mình đã xong rồi. Thì tổng cộng là mình hấp 30 phút nha các bạn. Nếu các bạn không chắc chắn là mắm của mình nó có chín hay chưa đó, thì mình lấy cái tăm xỉn ăn, mình xăm nó. Nếu các bạn thấy khô ráo như thế này á, là nó đã chín rồi. Còn nếu mà nó dính, vẫn còn dính cái mắm ở trong đây á, là coi như nó vẫn còn sống nha. Rất là thơm luôn đó các bạn. Thì mắm chưng mình đã làm xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình thử coi như thế nào nha. Rất là mềm luôn nè. Nè các bạn. Thì cái mắm của mình mềm, không có bị cứng, mà cũng không có bị ướt nha các bạn. Để mình thử một miếng coi nó vừa ăn không nha. Rất là ngon luôn. Cái này thì mình có thể chấm cà chua, dưa leo hoặc là rau sống, ăn với cơm rất là bắt luôn á. Rất là đơn giản, dễ làm. Dạ thôi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích, xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.